Nội dung hội nghị quan chức kinh tế cấp cao Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, gọi tắt là SLMV18, tập trung vào các vấn đề. Trao đổi về kế hoạch triển khai kết quả hội nghị Bộ trưởng Kinh tế CMLV lần thứ 11, rà soát tình hình thực hiện kế hoạch hành động CLMV 2019-2020, thảo luận các bước thủ tục cần thiết cho việc trình lên hội nghị cấp cao CLMV thông qua tài liệu khung khổ phát triển CLMV, trao đổi với Ban Thư ký ASEAN về tình hình triển khai kế hoạch công tác sáng kiến hội nhập ASEAN giai đoạn 3 và một số vấn đề liên quan khác. Khung khổ phát triển CLMV là văn kiện có tính định hướng chiến lược về hợp tác kinh tế giữa các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam. Văn kiện này đưa ra tầm nhìn, mục tiêu, các lĩnh vực hợp tác ưu tiên, các khuyến nghị giải pháp để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam, cũng như tăng cường sự phối hợp và hợp tác giữa các nước nhằm xây dựng một khu vực kinh tế Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam phát triển và có sức cạnh tranh trong thời gian đến năm 2030. Hội nghị cũng đã dành thời gian để thảo luận tình hình triển khai một số dự án do các đối tác phát triển tài trợ và hỗ trợ các nước Campuchia, Lào, Myanmar, Việt Nam trong việc hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực.